Xin chào các bạn. Hôm nay mình có ông chú gửi nhà cho mình nhờ kêu bán dùm. Nhà hiện tại thì ngay chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình, nằm trên trục đường của chợ. Đây là chợ Bình Thành. Thì từ chợ Bình Thành vô tới nhà thì khoảng hơn 50 mét. Nếu mà từ ngoài phía đầu đường mình đi vô thì phía bên phải của nhà là chợ. Đây, đây là con đường đi vô nhà. 50 mét thì sẽ gặp cái căn nhà nằm bên tay phải luôn, cùng với cái nhà dãy nhà đang xây này. Diện tích thì hiện tại là 5 mét và dài 15 mét. Nhà đang cấp 4, nhà đúc. Đây, đây là căn nhà ngay đầu chiếc xe của mình đây. Bề ngang 5 mét, dài 15 mét. Và có phía sân vườn rất là rộng. Đây là phòng, một phòng ngủ, một toilet. Đặc biệt là có một cái cửa hậu phía sau, và ngoài sau cũng là một con đường đan như đường hẻm hay đường thoát hẻm đó, nó rất là thuận tiện. Đây thì mình còn sử dụng được tới ra phía sau là hết cái phần đang lót gạch, và đó là một cái đường đan. Đây là cửa phía sau. Đây mình chỉ mình sử dụng được tới là hết cái phần gạch men, và tương lai con đường này là đường hẻm mà chắc là để thoát hiểm, nên mình còn được quyền sử dụng. Đây là cửa sau ha. Một toilet, phòng ngủ. Mình đi dài ra phía trước ha. Phòng ngủ. Đây là phòng khách phía trước. Rất là rộng, thuận tiện cho kinh doanh buôn bán là tuyệt vời. Này là căn liên thông ở kia, thì khi mà bàn giao giấy tờ đã cắt riêng hết rồi, khi nào liên lạc thì sẽ cho xem giấy. Rất là rộng, vô này ở luôn liền, khỏi cần sửa sang gì hết. Đây là mặt tiền đường ha, rất là sầm uất, và đang dự kiến nữa sẽ là con đường là mở đường tránh quốc lộ, và sẽ đâm thẳng lên đường lên khu công nghiệp Thanh Bình. Đây mình nhìn ra là thấy cái nhà đang xây đó, đó là ngay nhà lòng chợ. Rồi thì anh chị em có nhu cầu thì liên hệ mình để xem giấy ha và thương lượng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Xin chào. Nhà chính chủ luôn nha các bạn. Mà hiện tại là cái cây cầu nhỏ này là qua bến đò Cái Dầu á, đi qua bên Tân Mỹ, An Giang.